Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, Di Đà Phật, mời đại chúng an toàn. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Di thức nha. Di thức không có ngủ. Mà học học thấy có thấm được miếng gì không à? Có hiểu được miếng gì không à? Phải hiểu được miếng gì nha. Còn không hiểu nó đặng là sẽ cuốn đồ sẽ đi trước à? Không, nói chung đúng rồi. Bất cứ cái môn nào đi nữa thì chúng ta phải hưởng được một cái gì đó trong khi mà chúng ta học trong cái chương trình đó. Mà xin thưa quý vị, đó là từ hồi giờ nha, sẽ chưa bao giờ mà trình bày những cái kinh điển mà nó gọi là thần thoại mê tín dị đoan trong cái đầu thì không có cái đó. Bao giờ quý vị học được cái đó thì quý vị mới học được gọi là kinh chính thống của Đức Phật, mới học trúng Đức Phật. Còn không mà quý vị mà vẫn học mà trong cái đầu quý vị là thần thoại hay là ảo thực á, là quý vị học Đức Phật chưa có trúng đâu. Minh chứng hoài nha, nói hoài, Đức Phật chúng ta là một con người như mọi con người nha, vẫn đi vẫn đứng vẫn ấy, nhưng mà nó nấy hơn đó là Đức Phật còn tệ hơn chúng ta nữa. Có nghĩa là tệ ở cái chỗ là Đức Phật còn đi xin ăn, bây giờ chúng ta đệ tử Đức Phật mà còn ngon hơn nữa. Vậy đó mà chúng ta trong cái đào chúng ta thấy là Đức Phật ảo thực gia không đấy, không có được. Thì quý vị thấy chúng ta đang học 18 cái gọi là bất cộng pháp. Muốn có được, khi mà con người nó đầy đủ 18 cái này đó thì hoàn toàn sống trong tỉnh thức. Bây giờ sư lấy cái ví dụ quý vị coi này. Bây giờ ví dụ như kế đây sư là cái người mà ảo thực gia biến được đủ thứ hết á. Rồi bên này có một vị thiền sư không hề biến ảo thực gì cả. Nhưng mà ví dụ như một người Phật tử nào mà đó đi vào đây rồi chữ bới om sòm hết, thì sư là cái người mà có khả năng ảo thực hay là biến hóa bay nhảy tùm lum hết đó nha, có nghĩa là đủ quyền năng hết. Nhưng mà đứng trước cái người đó, sư mất chánh niệm mà sư khởi lên cái tâm bực bội chữ bới ngược lại đó thì thua rồi. Cái vị mà thiền sư này đó, người ta không bay không nhảy ăn đứng như mọi người, nhưng mà đứng trước cái vấn đề đó ngài giữ được cái tâm và chánh định được. Người ta cái vị này không hề để cái phiền não nó xảy ra trong tâm. Thì cái việc co hai cái vị như thế này đó, cái nào tốt, cái nào có giá trị? Cái vị mà hoàn toàn không biến quá ảo thực gì cả, nhưng mà đứng trước sự việc giải quyết, từ có thể là từ cái địa ngục mà có thể thành niết bàn. Còn hồi nãy cái người nhảy vô đây đó, mà sư có thể là từ cái địa ngục này trở thành cái đại địa ngục nữa. Bắt đầu chữ bới lẫn nhau, quýnh lộn lẫn nhau là thành đại địa ngục. Cái giá trị của đạo Phật là chỗ nào? Cái chỗ tỉnh thức giải quyết mọi công việc nha. Cái đó là cái chính của đạo Phật.
Cái đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Tất cả tông phái mình trở về cái chỗ đó. Bây giờ bắt quý vị ngồi thiền cũng bấy nhiêu đó thôi hà. Gom giữ cái tâm lại, nó nhỏ lại, kiểm soát nó coi. Tụng kinh cũng y chang vậy thôi hà. Trì chú cũng bấy nhiêu đó thôi. Chứ không hề là trì chú hay là tụng kinh hay là ngồi thiền linh thiêng gì cả. Cái đó là do cái ảo giác từ cái đạo quý vị hiểu sai cái đường lối Đức Phật. Như ảo thật như hồi nãy sư lưỡng ngự biến quá bay nhảy tầm lưng, mà đúng trước cái sự mà quấy rối của một người Phật tử khác mà sư giải quyết cách thất bại, thì như vậy đâu có giá trị. Chứ vì thấy Đức Phật cũng sống trong cái cuộc đời này, mà mọi cái mà phiền não á, nó xảy đến với Đức Phật, Đức Phật giải quyết đẹp không? Có bị thâm đắm trong đó không? Cái đó chúng ta cần phải học hỏi. Chứ Đức Phật rất nhiều nha, bị oan ức không ít. Những cái oan ức mà cực kỳ chúng ta chịu không nổi. Như cái người phụ nữ á, mà ngoại đạo nó đánh cho chết xong nó đi mới châu mà sát ngay cái tịnh thất của Đức Phật. Đức Phật biết chứ. Mà Đức Phật nói cái dạy các vị tỳ kheo ngày mai đi khất thực xin ăn á, ai có hỏi gì đó im lặng mà đi khất thực. Chứ không á, là ông nói ngày mai đó ông đi ra ngoài đó, ai có hỏi ông cứ bào chữa cho tôi. Tôi không có làm cái chuyện đó là hoàn toàn thất bại. Nha. Cái mà xung nó cái vị ở đây là đứng trước mọi vấn đề chúng ta bình tĩnh xử lý đẹp. Cái đó là cái đỉnh cao của chúng ta học đạo. Mà muốn có cái này là muốn có được cái 18 cái pháp bất cộng này, quý vị phải thực tập từ những cái pháp môn mà quý vị có được. Thiền định, tư duy, trì chú, niệm Phật, để nó làm cho chúng ta càng ngày sống với chánh niệm. Gần như hàng ngày chúng ta mất chánh niệm nhiều quá. Vậy thôi hà. Rồi chúng ta học tiếp ha. Bữa nay là chúng ta học con số 15. Trong 18 có bất cộng pháp á, có nghĩa là số 15 á là nhất thiết ý nghiệp tỳ trí tuệ hành. Nhất thiết ý nghiệp tỳ trí tuệ hành. Là hết thảy cái nghiệp của ý, hành động theo trí tuệ. Thì để ý ha, cái này nó hay quá nên là giảng nó riết một cái bài tử nay chưa bữa nay cố gắng cho nó hết cái bài này. Thì quý vị mà bây giờ ai mà hỏi mình cái cách nào mà tu nó dễ nhất, nó ngắn gọn nhất á, là tu cái gì? Thân khẩu ý còn dài, ngắn cái nữa rồi tu cái ý, đúng không? Có ai ở đây mà không suy nghĩ cái ý á, không suy nghĩ mà nói không là khảo á, có không? Cũng nên uống thuốc đó con. Ai ở đây mà không hành động á, có hành động mà không suy nghĩ không? Cũng có, cũng nên uống thuốc. Thật sự đó, không phải gì đâu. Mọi cái lời nói chúng ta, cái hành động của chúng ta đó, muốn có được cái đó là cái ý nghĩ nó phải suy nghĩ trước. Mà do thứ nhất là chúng ta mất chánh niệm, chúng ta không thấy được cái lời nói, cái hành động chúng ta. Và cái khi mà cái ý chúng ta nói chúng ta không biết. Chứ thật sự trước khi mà nói và làm đó, cái suy nghĩ nó đã suy nghĩ trước rồi. Mà cái người tu mà ngắn gọn dễ nhất á, là các âm thiền sư làm gì? Theo dõi cái ý. Nó đang hoạt động cái gì? Nó bắt đầu nó suy nghĩ nè. Cái ý nha, cái ý là suy nghĩ. Nó đang suy nghĩ chữ của bà kia kìa. Là chữ là phải dùng cái gì? Cái miệng, đúng không? Mà ổng tu cái ý á, là có nghĩa là ổng phát hiện ngay lập tức chữ là cái ác, cái khẩu ác, đúng không? Ổng chấm dứt thì cái khẩu nó có xảy ra không? Không. Rồi bây giờ ổng đang ngồi ổng suy nghĩ có con kiến kia nè, ổng muốn giết con đó,
phải dùng cái thân đúng không? Ổng nhận thức ngay lập tức cái hành động giết này là ác nghiệp đúng không? Ổng muốn không để cái thân nó xảy ra thì ổng chặn đứng ngay lập tức từ cái ý nghĩ. Là hai cái tội mà từ khảo của ý nó có xảy ra không? Không, thấy chưa? Rồi có vị mà tu sâu cao nhất á, là hàng ngày cho quản lý cái suy nghĩ bằng cái trí tuệ. Đây này, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tự hành nè. Có nghĩa là quản lý cái suy nghĩ mình bằng trí tuệ. Có nghĩa là những cái suy nghĩ mà nó mới suy nghĩ thôi nha, chưa nói và làm á. Nếu mà ác á thì Đức Phật nói gì? Chặn đứng và không cho nó phát triển. Còn nếu đó là cái suy nghĩ thiện á thì nên cho nó tiếp tục suy nghĩ và nó phát triển, nó nói và nó làm. Đó, tu chỉ có bao nhiêu đó thôi mà gần như hàng ngày chúng ta làm được chưa? Chúng ta suy nghĩ gì mà nghĩ xấu người ác là phải suy nghĩ hơn. Rồi suy nghĩ xong rồi bắt đầu mới đưa cho nó chữ nó bớ rồi là bằng miệng rồi đó. Rồi có khi đưa đến hành động nữa, là thân nữa. Hoàn toàn là chúng ta cái ý nghiệp nó không có nghĩa là hành động với cái trí tuệ, hành động với cái quản lý của trí tuệ chúng ta được. Cái người giống như mà được cái mà quản lý thân khẩu cái ý này với cái trí tuệ thì cái phạm lỗi không? Không bao giờ. Thấy chưa? Cũng phải trở về với cái chánh niệm thôi à. Muốn có được cái ý quản lý bằng cái trí tuệ này phải có chánh niệm mới được. Rồi 15 ha. 16 là trí tuệ tri quá khứ vô ngại. Có nghĩa là trí tuệ biết về quá khứ. Rất là đơn giản. Bây giờ hàng ngày, ví dụ như bây giờ sư nói sư làm một cái việc gì đó ha, trước khi mà làm nó muốn không phạm cái đó đó, trước khi làm suy nghĩ cái nhân việc làm này nó có đưa đến khổ đau hay là an lạc. Một nha, bước đầu tiên là quá khứ đúng không? Trước khi làm chúng ta cần suy nghĩ coi việc làm này nó đưa đến hạnh phúc hay là khổ đau. Rồi trong quá trình làm, đang làm á, cũng kiểm chứng nó lại coi việc làm này đưa đến hạnh phúc hay là khổ đau, là hai. Cái bước thứ ba là tương lai á, cũng kiểm chứng coi sau khi làm cái việc làm này đưa đến hạnh phúc hay là khổ đau. Nếu một cái việc làm mà cái việc kiểm tra trong ba cái giai đoạn này đầy đủ á, thì gần như không bao giờ cái việc phạm lỗi cả, đúng không? Ở đây trước khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta nấu cái gì, chúng ta có kiểm chứng vậy đó không? Không. Hoàn toàn trước khi làm nấu cái đó không bao giờ suy nghĩ đặt câu hỏi, và trong quá trình nói cũng không bao giờ đặt câu hỏi, và sau khi làm cho người ta tan nhà nát cửa cũng không đặt câu hỏi là mình làm sai. Thấy chưa? Đó là cái cách mà chúng ta học đạo, là từ muốn có được cái gọi là không tạo cái ác nghiệp á, mà chúng ta có được an lạc trong cuộc sống á, là chúng ta phải áp dụng bằng cách này. Hoặc là trước khi chúng ta nói, chúng ta cảm coi thử cái lời nói ra coi thử, trong gia đình mình nói cái lời đó là nó nóng, nó đang trong giai đoạn nóng hay là bực bội, mà cái lời nói ra con cháu mình nó nghe xong á, nó có khó chịu không? Nếu mà nó khó chịu thì làm gì? Đừng bao giờ suy nghĩ và đừng cho nó nói. Và trong quá trình mình đang nói chuyện với gia đình, với con cháu, mình kiểm chứng là con mình nói trong bực tức, trong sân hận, trong quyền lực mà đối tượng con cháu mình nó nghe và bất ổn á, thì gì? Chấm dứt, hạn chế nó lại. Và sau khi mà chúng ta nói đến gia đình con cháu xong, chúng ta cần kiểm chứng lại lần nữa,
cái lời nói chúng ta nó có làm trong gia đình từ địa ngục, từ cái nếp bàn nó trở thành địa ngục không? Một cái gia đình đang hạnh phúc mà qua cái lời nói của chúng ta mà làm cho gia đình nó xào xáo với nhau, chúng ta có làm được chuyện đó không? Gần như không có. Có giai đoạn cuối cùng mà làm không xong nữa. Sau khi nói xong, sau hành động xong, không đặt câu hỏi gì cả. Chứ đừng có nói là trước khi mà nói, trước khi mà làm chúng ta đặt câu hỏi. Trong quá trình, ngay cái lúc chúng ta đang nói, đang làm, chúng ta đặt câu hỏi. Hoàn toàn là chúng ta sống ngoài cái chánh niệm hết. Đức Phật sống như vậy thì làm sao mà Đức Phật bị phạm cái lỗi nào quý vị? Thấy chưa? Nhớ. Vậy thì quý vị đặt câu hỏi, sống hoàn toàn trong chánh niệm, vậy nó có ảnh hưởng gì cái xã hội này không? Nó sẽ tạo cái hạnh phúc cho bản thân chúng ta và nó tạo cái hạnh phúc cho xã hội. Quý vị kiểm chứng lại đi. Một khi mà quý vị sống trong chánh niệm là hoàn toàn những cái lời nói, hành động và cái suy nghĩ ác nó không làm hại mà nó đành ha, mà nó không bao giờ làm hại những người xung quanh. Vậy đó mà gần như chúng ta cứ chạy theo cái ngoài cái chánh niệm, chúng ta sống bởi buồn bực giận hờn không, mà chúng ta nghĩ như vậy đó xã hội nó mới tốt lên không? Thất bại hoàn toàn là từ cái chỗ này. Quý vị nào muốn mà đừng phạm vào những cái tội lỗi á, phải áp dụng cái này. Lời nói, hành động, thậm chí cả suy nghĩ nữa. Trước khi mà chúng ta nói, trước khi chúng ta làm, chúng ta đặt câu hỏi. Trong quá trình chúng ta nói, chúng ta đặt câu hỏi. Và sau khi đó chúng ta phải đặt câu hỏi lại. Nếu mà thấy nó không ổn thì không nói và không làm nữa. Nếu mà nó ổn, nó tốt thì ngày mai tiếp tục phát triển hướng đó. Được chưa? Dạ. Nó... Như vậy cái câu số 16 này nó giống như là cái câu của Đức Phật dạy là trước khi làm thì nghĩ tới hành, cái kết quả của cái việc mình làm. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó nó mang mấy cái một ý đầu thôi. Có nghĩa là trước khi làm mình đặt nói á, mình đặt câu hỏi rồi. Nhưng mà cái đó cũng là đỉnh rồi. Còn hai cái giai đoạn đó nghĩa là đang nói, đang làm và sau khi nói đang là đang ấy là mình chưa có. Nhưng mà quý dữ lắm rồi, trước khi nói, trước khi làm mà đặt câu hỏi cũng là chánh niệm dữ lắm rồi. Tại vì mình đặt xong mình biết nó là nó phạm tội á thì không bao giờ mình nói mình làm. Ha. Nhưng mà trong quá trình đó là một cái bước đầu tiên, còn hai cái bước sau cũng cần nữa. Có khi là trong giai đoạn quá trình mình nói mình làm nó xảy ra những trường hợp nó ngoài ý muốn hay là nó cái nhân duyên nó tạo thêm, thì cần chúng ta phải cần đặt câu hỏi ngay cái lúc đang nói, ngay cái lúc đang làm một lần nữa để cho nó chính xác những nguyên ban đầu chưa, được chưa? Và sau khi nói chúng ta thử rồi về áp dụng thử coi. Học Phật phải thực hành thôi ha, mà rõ ràng là những cái này nó đưa cái vị đến hạnh phúc không á, nó đưa cái vị đến an lạc không á, không bao giờ tạo ác nghiệp, rõ ràng mà. Bữa nào gì co trong gia đình coi, nó co trong cái gia đình nó đang có vấn đề đó, đặt câu hỏi coi, hồi hôm qua mình nói cái lời đó là nó đã xảy ra đúng không? Co cái lời của mình đó nó mang cái âm hưởng cái bản ngã đúng không? Quyền lực ở trên đè xuống bắt nó như thế này thế kia, thấy là ổn hay là không ổn, đúng hay là sai? Sai rồi. Thì nó chỉ cần mà sau khi sự việc xảy ra mà cái vị đặt câu hỏi cũng đã là tốt rồi. Nên cái cách mà thiền định của bản thân sư á, là trước khi mà vào thiền định á, là buổi sáng buổi chiều á, trước khi thiền định là ngồi suy nghĩ coi hôm nay cả từ buổi sáng đến buổi chiều nói bao nhiêu lời, làm bao nhiêu việc, suy nghĩ bao nhiêu thứ, những cái vấn đề đó nó có liên quan tới cái tội lỗi hay không. Mỗi lần chúng ta kiểm chứng hàng ngày vậy, ngày mai chúng ta sẽ hạn chế đỡ dữ lắm. Còn hàng ngày mà cái vị không kiểm chứng được cái đó là gần như để nó luôn tuồn. À được chưa? Rồi ha. Thứ 17 phải không? 16 là trí tuệ, tri quá khứ vô ngại.
Có nghĩa là trí tuệ, cái trí tuệ này quản lý những cái việc trong quá khứ. Rồi trí 17 á là trí tuệ tri vị lai vô ngại. Thì ba cái này sư để giải thích một lèo luôn rồi đó. 17 là trí tuệ tri vị lai vô ngại, là cái trí tuệ biết về cái hành động trong tương lai. Số 18 là trí tuệ tri hiện tại vô ngại. Là trí tuệ quán chiếu hành động trong hiện tại. Từ đó hồi nãy giải thích một cái ví dụ đó, ha, là giống như cái lời nói hành động gì đó, chúng ta trước khi đó, trước khi nói, trước khi làm, chúng ta đặt câu hỏi rồi, là trong quá khứ đúng không? Rồi trong quá trình chúng ta nói làm là chúng ta đang tri hiện tại. Và sau khi chúng ta làm xong á, sau khi chúng ta làm xong là quá khứ chứ, trước khi làm á là chúng ta hiện tại, trước khi làm và nói á là chúng ta chưa có làm nói gì hết, nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi rồi, là chúng ta tri về tương lai. Rồi trong quá trình mà chúng ta đang nói đang làm, chúng ta đặt câu hỏi kiểm chứng lại coi là chúng ta đang tri cái gì, hiện tại. Và sau khi chúng ta làm, chúng ta nói xong, chúng ta cũng cần đặt câu hỏi kiểm chứng coi đúng hay không, thì chúng ta đang tri gì, quá khứ. Hoàn toàn quý vị thấy ai mà có được 18 cái bất cộng pháp này thì được gọi là Phật. Các vị Bồ Tát đổ xuống chưa đủ 18 cái bất cộng pháp này. Chứ vì thấy nó rằng rịch, nó bao che, nó kín bít, nó không hề để cho cái tâm chúng ta gọi là thoát ra ngoài khỏi cái kiểm chứng của trí tuệ hay là cái ý thức chúng ta, thì không bao giờ phạm một cái gì cả. Sống trong chánh niệm liên tục, không thoát ra một miếng là hết. Thì cái đối tượng, cái hoàn cảnh bên ngoài nó đưa tới cái gì, Đức Phật nhận diện giải quyết một cách trong sáng. À, có được quý vị nào mà tu hành mà có được khoảng vài ba cái trong thập bát cộng pháp này là quý vị đã giải quyết sự việc tốt rồi đó. Mà quý vị có được an lạc, chứ đừng có nói mà chúng ta đủ cái đó. Cái mà sẽ nói là tri quá khứ, tri hiện tại, tri vị lai thôi đó, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tri coi cái lời nói, cái việc làm chúng ta chuẩn bị nói, chuẩn bị làm là tương lai đúng không? Coi thử mình nói mình làm nó có ảnh hưởng gì không. Nếu mà nó ảnh hưởng không nói không làm, và đang nói đang làm chúng ta phải tri lần nữa, nói làm như vậy nó có ảnh hưởng con cháu gì không, nó nghe khó chịu không, bực tức không. Nếu mà bực tức thì đừng nói đừng làm nữa, chấm dứt lại đi. Và sau khi mà chúng ta nói làm xong rồi, chúng ta cần tri lại nữa, kiểm chứng lại lần nữa cái hành động này mình nói mình làm nó có ảnh hưởng không tốt đến gia đình, con cháu nó không vui, thì ngày mai chúng ta không nên làm, không nói cái đó nữa. Chỉ cần có bấy nhiêu không là chúng ta đã thành công lớn rồi. Gần như hàng ngày chúng ta không có đủ cái đó. Nên chúng ta phạm giới, phạm luật, phạm tội lỗi quá nhiều là lý do đó. À, hôm nay là chúng ta học cái số 18 trong 21 phiền não á, là thất niệm á. Thì trong thất niệm á thì đang giải thích có 18 cái là bất cộng pháp. Bây giờ chúng ta học con số 19 ha. 19 trong 20 cái món phiền não á, chi mạc phiền não á. Là tán lạ loạn. Hả? Cái đó không có trang đâu. Cái này mà đã đúng, nếu mà đúng trong sách đó là quý vị học không ấy đâu. Cái này sư soạn ra đấy cho quý vị dễ hiểu. Đó là thứ 18 là 19 là tán loạn ha. Là tâm tánh duyên nhiều cảnh trong một lúc.
19 trong cái 20 món chi mạc phiền não. Tâm tánh duyên nhiều cảnh trong một lúc, gọi là tán loạn, có không? Đi vào cái cuộc họp trong cái buổi lễ nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện của người này, con mắt nhìn ở người khác, nó dính một chùm vậy đó, gọi là nhiều cái cảnh duyên đó. Còn Đức Phật hay là các vị ấy, cái nào nó ra cái đó, nó không có duyên cái kiểu đó, nên nó không nó quản lý được. Đó là 19 là tán loạn ha. 20 là bất chánh tri. Đối với cảnh sở quán hiểu không đúng. Thì ở đây quý vị nó liên quan tới cái quán, có nghĩa là thiền định đấy. Mà chúng ta thiền định nó có nhiều thứ nha. Thì có nhiều hồi nghiên cứu kinh điển mà nó tốt rồi đó, nhìn hồi xưa mình học cái cách mà tu thiền nó gần như là sách đó, quý vị không biết cái cuốn sách nào là cuốn sách tốt, là một. Thứ hai, gần như nói tới thiền định nó rất là nhiều sách, rồi cái cách trình bày nó màu mè, nó rất là khó hiểu. Thì đang lo sợ là cái chỗ này này. Còn ở đây đó có nghĩa là đối với cảnh mà quán không hiểu không đúng, có nghĩa là giờ giống như thế này nè, không hiểu không đúng mà Đức Phật, ví dụ như Đức Phật ví dụ trong kinh điển mà lấy những cái sợ cái quán này đó, cái đối tượng đó, quý vị phải dựa trên những kinh điển Đức Phật nó mới chính xác được. Giống như Đức Phật nói là cuộc đời này là vô thường, trong kinh điển có không? Có. Và ngồi quán chiếu coi suy nghĩ đó, coi thử ông nói cuộc đời này chúng sanh hữu tình phải vô thường, hay là mình dùng cái từ vô ngã đi cho nó dễ hiểu. Cái từ vô ngã có nghĩa là vạn vật trên đời này nó không có cái gì tồn tại vĩnh cửu chắc chắn cả, nó sẽ thay đổi, gọi là cái từ vô ngã. Quý vị ngồi suy nghĩ coi đúng không? Tìm hết coi thử ông co có cái nào mà nó vĩnh cửu không? Mình gọi là cái trái đất này nó tồn tại đến bây giờ là tỷ tỷ năm đúng không? Tương đối là lâu rồi đấy. Nhưng mà khoa học người ta cũng cho mình biết một ngày nào cái trái đất này nó sẽ bị gì? Hủy diệt, tan biến thôi hà. Nếu mà nó cái chiều dài chiều lâu là cái trái đất này được cho là lâu nhất, nhưng mà nó cũng phải theo quy luật gì? Nó vô ngã. Trong cái giáo lý nhà Phật, ông Phật ông nói trúng không? Trúng. Trúng rồi đấy. À, vô ngã nó cũng đúng, vô thường cũng đúng. Vô thường có nghĩa là thay đổi, vô ngã có nghĩa là không làm chủ được. Ví dụ như bây giờ sư có một cái gì của bản thân nhà sư giữ không ai lấy được á, nó gọi là ngã. Cố định giữ nó lại được mà tạm gọi là ngã nha. Còn vạn vật trên đời, cái việc có cái gì nào mình có giữ mà không cho nó thay đổi không? Không. Mà vạn vật trên đời nó được hình thành từ đâu? Trùng gì? Trùng nhân duyên. Ở đây nè, cái mình coi là Đức Phật nói là trong cái giáo lý nhà Phật, trong một cái giáo lý đặc biệt đó là cơ thể chúng ta là vô ngã đúng không? Ở đây có ai quản lý được cái thân thể mình không? Ai có ai mà không thích tuổi trung niên không? 20 đến 30 là tuổi đẹp, mạnh khỏe mà, sức khỏe tốt mà có biểu nó đứng ở ngoài đó được không? Không. Tóc đen rất là đẹp mà nó muốn bạc nó bạc à. Rồi Diêm Vương hàng ngày gửi cho chúng ta những cái lá thư là răng chúng ta bắt đầu rồi đấy.
rồi á tai chúng ta bắt đầu điếc rồi đấy, mà chúng ta không có đọc, hoàn toàn là nó vô ngã. Đến cái cơ thể chúng ta không tự quyết, không tự làm chủ nó được, thì giáo lý nhà Phật gọi là vô ngã. Thì đừng nói cái vật chất bên ngoài, cái cơ thể chúng ta gọi là của đó nha, chúng ta tự cho là ngã đó, nhưng mà hoàn toàn đứng trước cái sự thay đổi của nó, chúng ta vô giá trị. Nó muốn làm gì, nó muốn bệnh nó bệnh, nó muốn khỏe nó khỏe. Vậy đó mà con người chúng ta cứ cho là chúng ta có ngã không? Có ngã là sao? Cũng cho chúng ta là quan trọng đấy, rồi chúng ta mới làm những cái chuyện trên trời dưới đất không à? Muốn thay đổi vũ trụ không à? Nhưng mà cái cơ thể chúng ta có làm được không? Ông Putin bây giờ đó, ông bị bệnh nặng, rất là nặng, ông sắp chết đấy. Ông có tự quản lý được cái cơ thể ông không? Vậy đó mà ông muốn quýnh thế giới đấy. Thấy chưa? Gần như chúng ta ở đời này ai cũng giống y chang như vậy mà. Cái đó quý vị thấy cái mà cái sai lầm chúng ta, đến cái cơ thể chúng ta mà không quản lý được, mà nó là muốn quản lý vũ trụ này. Đó, chúng ta quán thấy như vậy đó, gọi là chánh tri. Còn chúng ta quán như thế gọi là bất chánh tri như thế này nè. Một số cái thiền định á, cái vị học á, ngồi thiền định mà xuất hồn á, là nó thuộc cái dạng mà bất chánh tri nha. Cái thiền định cái bị cẩn thận chỗ này, không có cái thiền định nào trong cái nền giáo lý và Phật có nghĩa là chúng ta hướng dẫn chúng ta tu thiền mà xuất hồn. Mà quý vị thấy bây giờ rất nhiều học, nhiều người học kiểu này nha, do người ta không biết cái kiểu thiền định nhà Phật là cái gì, rồi bị những cái giáo lý hay là những người tu tập có kiểu sai này người ta truyền với nhau, làm sao mà xuất hồn cho được. Khoa học bây giờ nó cũng chứng minh nè, những người già mà sắp chết đó, người ta phải đem cái máy vô, máy tim vô, người ta kiểm chứng cái gì, tim nó còn đập không đâu, đúng không? Mà khi mà nó thẳng băng luôn thì gì, chết rồi đó. Rồi có khi nào mà cái đó nó quay lại không? Có trường hợp mà như thế này nè, đúng, con nói có đúng. Nhưng mà cái đó không phải là nó có nghĩa là xuất xong rồi quay lại. Nó có những cái trường hợp mà cái máy nó không thể kiểm chứng được. Trong tức tắc cái giống như cái trái tim chúng ta nó ngừng đập bao nhiêu giây đó, cái máy nó không có đo được. Ở đây nó còn nhiều thứ mà quý vị để ý. Có người Mỹ người ta cái lúc mà một người bệnh á, rồi xong máy đo là chết rồi, nhưng mà trên đường mà bỏ chiếc xe mà chạy về bệnh viện á, không biết chạy làm sao mà nó trúng cái nó dập làm sao cái người này nó khỏe lại, tim nó đập lại. Thì cho mình thấy đó là không phải là cái hồn nó xuất ra rồi nhập lại, mà do cái máy nó không đo được những cái lúc mà nó thẳng đó, cái trái tim chúng ta nó còn kéo được cái mạng sống, mà gặp một cái trường hợp nào đó trái tim chúng ta nó đập lại, chứ không phải là quyền là sức hồn mà nhập lại nha. Ở đây mà sức mà nhập lại sư cũng muốn kiểu đó, đúng không? Sức ra xong rồi đi chơi vòng 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 không thích quay lại, cái cuộc đời này quay lại nhiều dữ lắm đấy, mà có ai làm được không? Sức hồn đó quý vị chẳng qua là ngồi tưởng tượng, ngồi đó cái ở cái trạng thấy cái tâm thức quý vị nó vắng lặng, nó yên tĩnh đó, quý vị cảm nhận là cái hồn nó xuất ra, không có xuất đi đâu được hết á. Đó là chẳng qua là cái suy nghĩ quý vị thôi. Đó là cái thứ mà ngoại đạo có nghĩa là rơi vào cái gì, phi tưởng xứ, rơi một cái thứ thiền ngoại đạo đấy. Là quý vị đừng tu theo kiểu này, nó không có sức được, chẳng qua là ngồi tưởng tượng thôi. Mà hoàn toàn quý vị thấy cái quá trình quý vị ngồi cứ tưởng tượng mà sức ra đó ha, quý vị có thấy giá trị gì trên cái giáo lý kinh điển không? Không có, nó không giải quyết được cái gì khổ đau cả. Hồi nãy mình quán cái vô ngã hồi nãy đó đó, để mình bớt đi cái tham muốn, cái làm chủ vũ trụ mình á,
mình trở về sống với gia đình của mình, với chính mình, với hạnh phúc của mình á, nó có hạnh phúc không? Nó có giá trị không? Anh ngồi bây giờ anh tưởng tượng gì ở đâu không mà xuất ra không à? Nhập vô đó, anh không xài được một cái gì trong một tiếng đồng hồ anh ngồi cả. Thì cái thiền định đó để làm cái gì? Thấy chưa? Thì đó gọi là bất chánh tri. Có nghĩa là cái đối tượng này nè, với đối tượng sở quán không có đúng. Cũng thôi, cái đối tượng là sức hồn á, cái đối tượng đúng. Mà cái đối tượng trong kinh điển mình quán về vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh đó, quán xong đêm áp dụng cuộc sống. Sau khi quán hiểu sao xong, chúng ta thấy đêm áp dụng cuộc sống, chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Đó là chánh tri. Được chưa? Tạm hiểu ha. Đó là 20 món chi mạc phiền não. Rồi bây giờ nó còn 4 cái món gọi là bất định. Ủa 20 chứ quên, 20 món chi mạc phiền não. À, đúng rồi, 20 món chi mạc phiền não, 6 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não. Rồi bây giờ chúng ta học 4 cái món gọi là gì? Bất định. Chúng ta định nghĩa cái từ bất định này. Loạn tâm sở bất định khi sanh khởi. Loạn tâm sở bất định khi sanh khởi. Khi sanh khởi phải xem xét kết quả rồi sau mới xác định. Phải xem xét kết quả rồi sau mới xác định. Tính chất thiện hay ác. Đó, quý vị thấy thằng bất định này nó không có, bất định là không có định á, không có cố định, nó sẽ thay đổi. À, phải xem xét kết quả rồi sau mới xác định tính chất thiện hay là ác. Bốn cái món này là phải dựa trên cái kết quả rồi mới xác định. Chứ trong quá trình nó vận hành đó, chúng ta chưa có xác định nó được. Mới cái chừng dùng cái từ là bất định. Thì bốn món đó là cái gì? Thứ nhất là hối. Là nhớ việc làm đã qua. Không bằng lòng với việc làm đó. Sanh ái náy trong tâm. Đó là dùng cái từ hối ha. Là nhớ việc làm đã qua, không bằng lòng với việc làm đó, sanh ra ái náy trong tâm. Đó là nó thuộc cái nào trong nó hoạt động của ý thức. Trong ba cái cảnh á, đọc ảnh cảnh, cái gì nữa, đối chất cảnh, tánh cảnh, nó nằm trong cái nào? Đối chất cảnh có nghĩa là anh ngồi anh suy nghĩ, nhớ là việc làm đã qua ha, rồi anh không bằng lòng với việc làm đó, sanh ra ái náy trong tâm. Thì cái này đó, anh ái náy cái này đó, cái việc làm đã qua, ví dụ như mình làm thiện mà anh thấy tiếc, anh thấy tiếc, anh thấy cái việc làm này không nên làm, thì rõ ràng cái sự ái náy này đó nó tốt hay là xấu? Xấu. Thì ở đây hồi nãy mình nói đó, phải dựa trên cái kết quả, cái cuối cùng á, mình xác định cái ái náy mà cái việc làm tốt này á,
là xấu rồi, là không trúng, thì cái kết quả này đó nó là cái hối này nó thuộc sai rồi, được chưa? Phải dựa trên cái kết quả nha. Cái còn quá trình anh nhớ về quá khứ, nhưng mà ái nái cái việc làm tốt làm thiện của mình mà sao anh cũng ái nái, cho ai cái gì đó, bố thí ai cái gì đó gì thấy tiếc tiếc, đúng không? Có không? Nó là cái thằng hối đấy. Nhưng mà xác định cái hối này đó là hối ác, cái hối không có thiện, thì chúng ta đừng cái hối kiểu này, đúng không? Thường thường ta bị như vậy đó mà. Bố thí cúng dường xong rồi là thấy cảm giác tiếc tiếc, không có vừa lòng, cái đó là cái trạng thái cái hối của mình. Nếu mà cái trạng thái đó nó có là chúng ta cần bỏ suy nghĩ đó đi. Khi chúng ta đã xác định làm phước, gieo cái nhân lành rồi á, thì tự động quả phước nó có, chúng ta không có bị ái nái cái chỗ này, được chưa? Thứ hai là miên. Là thân không tự tại, tâm không tỉnh táo, thân không tự tại, tâm không tỉnh táo. Ở đây ai có tu thiền ha, nhất là cái cảnh cái lúc mà mình không thích ngồi thiền á, đi tới các cái đạo tràng hay là cái nơi nào tu tập trung á, mà cái giờ nó quýnh beng 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 beng, cái mình phải tập trung lên, nhưng mà cái thân chúng ta nó không thích, mà nhất cái là bỏ chúng ta vào cái góc nào đó mà nó nóng không có quạt, ngầu nó không có thoải mái, là cái thân nó bức rứt, nó khó chịu. Đây có nghĩa là thân không được tự tại. Nên em nói là cái người tu thiền á, cái này là để ý nè, từ cái tâm lý nó mới đưa đến cái thành quả được. Mình phải tự chọn cái chỗ nào để cho cái tâm thức, cái sở thích chúng ta đó nó vừa với cái tâm của chúng ta. Đừng có tạo ra cái nghịch cảnh cho cái tâm chúng ta. Khi mà cái nghịch cảnh mà nó nghịch lại đó, nó làm cái tâm chúng ta khó mà đi vào cái gọi là cái bước đầu tiên là thiền chỉ đó, chưa nói tới thiền quán. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ, ví dụ này, bây giờ sư tới cái giờ ngồi thiền mà bắt sư nhốt vô trong cái góc đó mà trời thì nóng đổ mồ hôi, ngồi đó, cái thân cái tâm nó có vui không? Ngồi đó muốn định cái, muốn theo cái, đưa cái suy nghĩ theo hơi thở dễ không? Khó. Mà bây giờ cái bị tìm ở trước ở đây, gió vô nó hiu hiu, nó mát mát, nó dễ tỏa máy đúng không? Nó an lạc đúng không? Ngồi chỗ đó cảm giác cái gì? Nó nhẹ nhàng. Lúc đó cái bị đưa cái suy nghĩ mình vào cái đối tượng hơi thở ra, hơi thở vào, nó rất là dễ, nó định rất là dễ. Nên cái thiền định nó phải kết hợp với mặt tâm lý, chứ không phải là chúng ta bắt chỗ nào cũng ngồi cũng được. Đó là cách thân chúng ta là không được tự tại. Mà thân không tự tại thì tâm nó có yên không? Không. Tự nhiên cái bình thường mình chưa có vô tu thiền gì hết á, cái tâm nó an lạc, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Mình quậy lên cái nó phiền não, nó bực bội, nó bất an, và vô ngầu dịp cái đó. Vậy hồi nãy giờ mình ở ngoài kia còn sướng hơn nữa mà. Thấy chưa? Cái này thì mới nói là phải kết hợp giữa cái tâm lý nữa, chứ không phải là không kết hợp tâm lý rất là khó. Giống như ngoại đạo, cái sai lầm của ngoại đạo, quý vị thấy không? Nó cứ nghĩ là ngầu mà tu mà đến nỗi mà nắm cái tay này mà bao giờ cái móng bên này mà nó qua bên này đó là thành chánh quả. Thành làm sao mà nổi? Cái thân mà nó đau, cái tâm yên không? Vậy đó mà ta vẫn suy nghĩ được, mà ta vẫn làm được. Cái sai lầm đến mức độ đó đó, mình mới thấy cái nền giáo lý nhà Phật rất là hay ở chỗ đó. Rồi thứ ba là tầm ha. Là tìm kiếm tầm, đúng rồi. Là tìm kiếm khiến tâm lông bông. Yeah.
không điểm tựa. Đó, cái này đó quý vị cũng phải dựa trên cái kết quả mới đánh giá được nó là tốt hay là xấu, nó là thiện hay ác nha. Trong cái thiền quán của mình có tầm không? Có. Phải tầm có nghĩa là phải suy nghĩ nha, chứ không phải là ngồi đó là cắt đứt suy nghĩ nha. Ở đây không có ai cắt được đâu. Chỉ có cái là thành cây cối rồi đó thì nó mới không có suy nghĩ thôi à. Đã làm con người còn sống phải suy nghĩ, nhưng mà quan trọng mình đưa cái suy nghĩ, cái tư duy mình vào cái đối tượng như thế nào. Để đây này, tìm kiếm tâm một cách lông bông, nó không có đối tượng, mà nó suy nghĩ về cái xấu bà này, cái ác của bà kia, thì cái suy nghĩ đó có nghĩa là lông bông, có tốt không? Không, vẫn suy nghĩ nha. Mà còn cái suy nghĩ đây đó, mình đưa cái suy nghĩ vào cái đối tượng kinh điển, mình quán chiếu, mình hiểu được kinh điển sau, và mình đem ra cuộc sống mình thấy có an lạc, thì cái tầm này nó có giá trị không? Có. Thấy không? Phải dựa vào cái kết quả của nó mới đánh giá được tầm đó là sai hay là trái, chứ trong quá trình nó hoạt động chưa xác định được. Như hồi nãy chúng ta định nghĩa bất định đó. Thứ tư là từ, là tìm kiếm trong sự hồi tưởng cũng khiến tâm không điểm tựa. Nhưng trầm tĩnh hơn tầm. Nhưng trầm tĩnh hơn chữ tầm ở trên á, chữ từ này nó sẽ trầm tĩnh hơn. Từ. Chữ từ nha, cái số 4 á là từ, là tìm kiếm trong sự hồi tưởng nhớ về đó. Cũng khiến tâm không điểm tựa. Nhưng trầm tĩnh hơn chữ tầm ở trên. Ở đây ai mà đã, nhất là lớn tuổi, ai đã từng, có nghĩa là một thời hoành kim á, một thời có nghĩa là sóng gió gì cuộc đời đó, thành bại gì đó, chúng ta hay sống với cái này nhiều. Chúng ta thành cái gì đó, chúng ta ngồi đó tưởng tượng, hồi tưởng lại cái sự hoành chúng ta như thế nào, rồi làm cái chức vụ đó chúng ta có những cái quyền lợi, rồi có những cái niềm vui gì, chúng ta hồi tưởng sống về cái đó rất là nhiều. Mà Đức Phật nói gì? Quá khứ gì? Không truy tìm. Nó hoàn toàn là gần như chúng ta truy tìm quá khứ, chỉ có đưa đến đau khổ không à? Không có truy tìm quá khứ mà đưa đến hạnh phúc miếng nào cả. Quá khứ trong truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại là an ổn thế gian. Có nghĩa là chúng ta phải sống với những hiện tại. Rồi ha, trẻ là hôm nay là xong được 4 cái gọi là bất định luôn rồi đó ha. Là xong là 51 món tâm sở. Thì nhắc lại một xíu, từ bữa nay chúng ta học đó là nguyên cái di thức. Nó trình bày hai phần. Một phần á là bát thức tâm vương, là vua. Một phần đó 51 tâm sở, là thần dân quan lại. Hiểu chưa? Thì từ bữa nay chúng ta đang trình bày 51 món tâm sở. Bát thức tâm vương học chưa? Để gì? Nhãn, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, là bát thức học rồi đúng không? Là nó là vua. 51 tâm sở nó phải phụ thuộc vào ông vua. Cái ông vua này ổng là cái người sáng tác ra 51 tâm sở. Từ cái tâm vua mà nó sanh ra 51 món tâm sở. Thì chúng ta học là gì? Là 18 cái 11 cái gì gì?
thiện, rồi là ví dụ như là năm món biến hành, rồi năm món biệt cảnh, thì đó là 51 món tâm sở, là con là dân của ông vua, có nghĩa là con là dân của tâm vương, được chưa? Có nghĩa là giờ ai mà nó học tri thức là cái gì đó, tôi học tri thức là tôi học bát thức tâm vương và 51 món tâm sở, xong rồi đó. Tri thức nó chỉ trình bày bao nhiêu thôi à? Hả? Thì bây giờ quý vị sẽ nghe, sẽ đọc một xíu, quý vị co thử cái gọi là cái tri thức Phật giáo và cái tri thức ở ngoài đời nó có khác nhau chỗ nào ha. Một cái bài luận đó nè. Tri thức học là môn tâm lý học Phật giáo. Ai mà sao nó nói là tâm lý học là cái gì đó? Là tri thức á. Nó có từ giống nhau thôi à. Tưởng không có gì cần phải lý giải, song tâm lý học Phật giáo khác với tâm lý học của các trường phái tâm lý học xã hội ở mục đích đến cũng như trên lộ trình đi. Mục đích đến của tâm lý học Phật giáo là Bồ đề, Niết bàn. Nhớ ha, chúng ta học tâm lý học để chúng ta tìm về cái Bồ đề với Niết bàn. Còn cái vị co cái tâm lý học ngoài đời nó trình bày nè. Tâm lý học xã hội chú trọng vào nghiên cứu hiện tượng sinh khởi của tâm để hy vọng đúc kết ra một cái công thức nào đó hướng sự vui mừng, buồn giận, thương ghét vân vân vào một khuôn khổ, một nề nếp, một quy ước của xã hội nào đó mà xã hội đó chấp nhận được. Đúng, quý vị thấy cái tâm lý học ngoài đời nó chỉ nghiên cứu những cái công thức mà cái tâm chúng ta nó hoạt động như thế nào đó, rồi người ta áp dụng cái đó trong xã hội, người ta được cái lợi dưỡng về vật chất này kia nọ thôi, chứ nó không đưa con người đến cái sự giải thoát giác ngộ. Thành quả tột đỉnh cao của nó không vượt khỏi phạm vi lý luận, lý tưởng, ăn mặc ở ngủ thở. Có nghĩa là tâm lý học ở ngoài đời đó, nó nghiên cứu, nó để nó phục vụ cho gì? Ăn mặc ở ngủ thở thôi. Tâm vương và tâm sở. Tâm vương là bát thức tâm vương, tâm sở là 51 món ha. Sự cấu tạo và tương quan của chúng, tưởng tượng giống như một cấu tạo của một triều đình. Tâm vương là vua, các loại tâm sở là quần thần. Quần thần có nhóm trung, nhóm nịnh, nhóm ba phải, nhóm kề cận sát cánh, hầu hạ đỡ lẫn nhau. Tâm sở biến hành là loại cần kề cận đỡ đằng sát cánh lẫn nhau. Có nghĩa là tâm sở biến hành đó là nó thuộc cái nhóm mà ta phân tích là kề cận giúp đỡ sát cánh lẫn nhau. Rồi tâm sở bất định là bốn cái món hồi nãy chúng ta học á, thì ai biết nó thuộc phe nào, đúng không? Hồi nãy nó cũng đang suy tưởng về quá khứ, nhưng mà nó suy tưởng, nó suy nghĩ về quá khứ mà nó làm thiện mà nó còn hối tiếc, thấy không? Thì cái đó nó dạng hối, mà hối nó không có phải là tốt, được chưa? Tâm sở bất định thì ai biết được nó thuộc phe nào. Loại tâm sở thiện chỉ rõ là ích quốc lợi danh. Tâm sở thiện mình học 11 món đúng không? Là đúng là lợi ích quốc lợi danh. Nhóm phiền não dù đầu đảng hay lao la, ai cũng biết đó là bọn khuynh gia đảo quốc. Phiền não bao nhiêu? 6 món căn bản, rồi 20 món chi mạc, được chưa? Là nó thuộc ở đây, người ta nói là cái dạng gì? Bọn khuynh gia đảo quốc. Cái đó nó có đưa chúng ta đến hạnh phúc không? Nó chỉ tàn sát chúng ta thôi. Rồi nhóm tâm sở biệt cảnh chỉ là hạng cầm cờ chạy hiệu, có thì vấp. Ok con. Có thì vải rách đỡ nắm tay, không cũng chẳng ảnh hưởng đến sự
phế hưng tồn vong của một chế độ là đang nói cái tâm sở bị cảnh á. Nghiên cứu di thức luận cho thấy tâm sở hữu pháp quyết định hành vi tạo tác của con người đó. Chúng ta từ bữa nay là học để mà để coi thử cái tâm vương chúng ta nó hoạt động như thế nào. Nó sanh ra 51 món tâm sở là mục đích chúng ta nghiên cứu cái di thức Phật học là lý do đó. Và chúng ta thấy cái những cái món tâm sở nào là thiện thì chúng ta cần phải sử dụng nó, và những cái tâm sở nào mà ác giống như 6 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc á, thì cái này là thiện, chúng ta cần phải loại trừ nó. Nghiên cứu di thức luận ta sẽ thấy thân sở hữu pháp nhiều hơn con số 51 của tâm. Sở hữu pháp ấy nhiều, chỉ có điều chưa ai có khả năng khoanh vùng dục vọng để tổng kê con số vật chất đó. Thì hôm nay quý vị thấy là chúng ta đọc một cách để quý vị nhớ lại ha, là giống như nãy nói đó, là chúng ta học là gần như xong di thức rồi đó. Nhưng mà lần sau cái chúng ta học xong cái gọi là cái sườn, nhưng mà lần sau chúng ta sẽ học, sau khi chúng ta học được cái di thức rồi á, mục đích di thức để nó làm cái gì ha. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp mục đích di thức, học di thức để làm cái gì. Thì nói ra chỉ bị hiểu luôn, mục đích học di thức để chúng ta đã phá, khai thông cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Mà nhận thức sai lầm của chúng ta là gì? Vô ngã. Chỉ có bao nhiêu di thức nó giải quyết, chỉ có bao nhiêu thôi. Vô ngã có nghĩa là chúng sanh hữu tình, mình cho nó là ngã đúng không? Rồi vạn vật trên đời này mình cho nó gì? Là thường. Nhưng mà nó vô ngã. Mà cái bị co mình khổ bởi cái gì? Hai thằng này thôi à. Mình hiểu sai về nó, mình cho nó là thường. Mà ai nó thay đổi cái mình khổ. Bây giờ làm sao cái duy thức phân tích làm sao cái chúng sanh hữu tình này nó là vô ngã. Anh hiểu giùm, anh chấp nhận đó là cái quy luật, là một. Thứ hai nữa, rồi những cái vật chất trên cuộc đời này nó cũng vô ngã. Anh hiểu, anh chấp nhận, đứng trước cái sự thay đổi của nó anh đừng có đau khổ, là anh thành công cái gì? Học di thức. Chứ nó cái giáo lý nhà Phật á, cái nhìn của Đức Phật gần như cái nhìn mà nó giống như cái kính chiếu vậy, nó thấy nguyên hình của sự vật cuộc đời. Còn chúng ta thấy gọi là lộn ngược không? Chứ cuộc đời này nó vô ngã mà chúng ta cứ cho là ngã không? Cái cuộc đời này vô thường mà chúng ta cứ cho vào thường không? Mà bây giờ quý vị không chấp nhận trúng cái lời Đức Phật, quý vị không hành theo đó, cái đó nó có tha quý vị không? Không, không thể tha được. Bây giờ làm sao hiểu dùm đó là cái quy luật chúng sanh hữu tình là gì? Sanh già bệnh chết. Quý vị làm sao mà đứng trước cái tuổi già mà quý vị tự tại trước cái tuổi già? Có nghĩa là cái tuổi này nó phải đau à? Hay nó đau lấy thuốc uống vô. Cái tuổi này nó phải mờ hà, phải đeo kiến vô, đừng có bực bội nó. Cái tuổi này á, là nó lúc nhớ lúc không biết nó, quan hỷ nó, tuổi này nó vậy thôi à. Bây giờ cái bực có được không? Chứ nó có bà ngoại ở bên chùa sư sẽ thấy bà đó hay. Bà hay cái là bà cứ cái gì của bà đó, bà biết là bà nhớ không có tốt. Bà tuổi nó già rồi, chìa khóa bà cũng đeo chỗ đây, rồi cái điện thoại bà cũng đeo chỗ này, cái gì cần thiết là bà đeo vòng vòng người quá hết à. Quý vị thấy nó khỏe không? Bây giờ hả? Cái đó là mình biết áp dụng kinh điển đấy. Chứ bây giờ quý vị có bực đi nữa, nó có nhớ được không? Không có được, thấy chưa? Đó, từng sau làm ơn học cái này để mà chúng ta xài được một xíu gì dĩ thức cái coi. Chứ thầy con đang đau khổ là không biết cái bài trắc nghiệm nó còn được mấy điểm. Thôi bây giờ anh với là thông báo quý vị ha. Cái bài kiểm tra sư gia bên văn phòng rồi ha, cái bài thì bữa hưởng cho quý vị y chang vậy đó.
Nhưng mà đúng cái chương trình đó là đưa gửi văn phòng, rồi văn phòng gửi đến quý vị sau. Nó y chang vậy thôi hà. Không, có nghĩa là cái đề thi á. À, cái đề thi thôi. Rồi quý vị làm vậy là đúng rồi đó. Không có sai. Có nghĩa là tuần sau nộp bài được chưa? Bây giờ cũng được, tuần sau cũng được. Là quy định ngày chót là tuần sau nha. Cái này cái viết đâu có 1 tiếng hồ à. Đúng đúng đúng, sư nói rồi. Gạch ý, miễn thấy ý đủ là được rồi. Còn có bị lý luận không qua sư đâu. Gạch cái ý đó là biết à, cô hiểu được cái này, nó có cái ý này là đủ rồi nha. Rồi thì tuần sau sẽ tổng kết bài ha. Nhận bài để chấm bài quý vị luôn. Rồi hôm nay mình dừng ở đây quý vị. Xin mời quý vị khởi thân đứng lên. Nguyện đêm không đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật đạo.